Xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhé. Thì hôm nay shop em có một cái bơm này, có một bác khách hàng bác mua bên em là được gần 3 tháng rồi. Đấy thì bơm này bác bảo là không lên hơi nữa, thì em có bảo là bác tháo ra xem nó bị làm sao, nếu mà hỏng giòn, hỏng sim, hỏng ti bơm thì em có thể ship đến cho bác để bác thay thế luôn cho nó tiện. Bác bảo là cái này thì em dùng, em chỉ biết dùng thôi chứ em không biết sửa chữa. Đấy thì em gửi về bên shop thì shop xem nó làm sao sửa chữa hộ em. Đấy thì hôm qua bác mới gửi về thì hôm nay em đã nhận được rồi. Thì bác này tên là Cường ở Bắc Ninh. Đấy, bác anh Cường Bắc Ninh mua bơm gần 3 tháng rồi. Đấy. Thì hôm nay em đã nhận được bơm rồi. Em sẽ bóc ra, em sẽ xem nó làm sao và em sẽ sửa cho khách, thì em làm cái video để chia sẻ đến cho các bác cái cách sửa bơm cao áp, bơm tay cao áp các bác nhé. Đây bác bọc cũng rất triệt cẩn thận. Cái bơm tay cao áp này các bác nào mới chơi ấy, thì các bác chưa biết cách sửa thì nó nói chung là nó khó. Còn đúng không, các bác nào mà đã chơi một thời gian ấy thì mình sửa nó cũng rất chia dễ dàng thôi. Đấy, bác gửi về nó phụ kiện nó cũng rất chia đủ. Và cái bơm này các bác lưu ý giúp em nhé. Nếu mà các bác mà lần sau gửi bơm bảo dưỡng ấy thì các bác cứ tháo cho em cái đồng hồ với cái tay cầm với cái dây bơm ra nhé. Chứ các bác mà để trong ấy, hàng vận chuyển đi nó rất chia dễ gãy cái dây bơm các nhé. Đấy, các bác lại mất tiền. Đấy thì em sẽ lắp vào em test thực tế xem cái bơm này nó đang bị bệnh gì và em sẽ sửa luôn để các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, muốn bơm nó biết, muốn biết cái bơm nó bị bệnh gì mình phải thử xem nó có lên hơi không hay bơm nó đang bị như nào. Các bác nào mà biết cái cách sửa bơm hay hơn thì qua có thể comment ở bên dưới để anh em cùng tham khảo các bác nhé. Đấy, video này khi hơi dài các bác cố gắng theo dõi video để chia sẻ cách sửa bơm coi nhé. Đấy, em sẽ đã xoáy tay cầm rồi và em sẽ xoáy van xả vào coi nhé. Và đầu ốc test bơm thì em đã để vào đây rồi. Rồi em xoáy van xả và em bơm coi nhé. Bơm không có hơi và bị đẩy lên. Đấy, đẩy lên. Đấy, rút lên nó đẩy xuống. Rồi. Đấy, bơm khi mình xả ra nó đẩy lên này quá này. Đấy, cái bơm này sửa rất chia dễ dàng thôi. Thì em sẽ bắt đầu em tiến hành em sửa các bác nhé. Xoay van xả vào. Rồi em sẽ bắt đầu em sửa này. Các bác xoáy cho em cái tay cầm này ra các bác nhé. Các bác xoáy tay cầm này ra này. Trong này có một cái chốt các bác nhé. Các bác có một cái chốt ở trong tay cầm này. Các bác bỏ chốt này ra giúp em nhé. Đấy, bỏ chốt này ra này. Trong này có viên bi các bác nhé. Các bác lưu ý kéo rơi mất viên bi này. Tiếp theo em sẽ bỏ thân bơm ra các bác nhé. Đấy, bác nào mua bơm bên em thì cũng có tem bảo hành ở đây các bác nhé. Bơm này thì đảm bảo hành 6 tháng. Đấy, các bác nhìn những cái gioăng sim, nếu mà nó bị hỏng những cái gioăng sim này thì các bác có thể sửa chữa. Các bác bỏ gioăng sim ra mình thay luôn các bác nhé. Như cái bơm này thì em nghĩ không phải hỏng gioăng, hỏng sim rồi, bởi vì gioăng của nó rất kia mới. Các bác chuẩn bị cho em hai cà lê nhé. Các bác chuẩn bị cho em hai cà lê này, một cái cà lê các bác để ở dưới này và một cái cà lê các bác để trên giúp em nhé. Rồi các bác xoáy cho em cái này ra. Rồi các bác xoáy cho em này ra nhé. Các bác rút cho em cái đũa bơm ra nhé. Đây cái đũa bơm trong này. Đây. Cái đũa bơm này thì nó rất chìa bẩn các bác nhé. Đây đũa bơm các bác nhìn này. Đũa bơm này nó cực kỳ là bẩn và cái đũa bơm này nó đã bị mất cái lò xo này. Đấy. Dẫn đến tình trạng là bơm nó bị đẩy ngược và bơm không có hơi các bác nhé. Đũa bơm nó rất chìa bẩn. Để em lấy cái rẻ nó. Các bác phải vệ sinh sạch đi giúp em nhé. Đũa bơm này nó đã bị bẩn quá và nó bị nóng quá thì dẫn đến tình trạng là nó bị xước và nó bị hỏng mất cái gioăng sim của ti bơm các nhé. Thì em sẽ thay gioăng sim hoặc là thay ti bơm luôn được các bác nhé. Nếu để nhanh thì các bác có thể thay cho em cái ti bơm, không thì các bác nhà có gioăng của ti mình có thể thay luôn các bác nhé. Các bác lấy cái kìm các bác vặn cái ti ra các bác nhé. Vặn cái ti ra này. Đấy, sửa nó rất chia rẽ thôi. Vặn cho em cái ti ra.
Các bác nào mà nhà có giong ti rồi thì các bác có thể thay cái giong ti và cái thay cái lò xo là được không nhé. Còn em thì em hướng dẫn nhanh cho các bác, thì em cứ thay cho ba cái ti mới về các bác sử dụng cho an toàn. Đấy, các bác xoáy giang ti mới vào và vệ sinh sạch đi các nhé, vệ sinh sạch đi rồi các bác lại xoáy chặt vào giúp em nhé. Các bác cho kìm vào. Đấy, các bác cho kìm vào, các bác xoáy chặt chặt cái ti bơm vào giúp em nhé. Đấy, các bác xoáy chặt cái ti bơm này vào, và các bác khi các bác cho ti bơm, các bác để ý giúp em nhé. Các bác cắm thật xuống, rồi các bác ấn cái này xuống giúp em nhé. Đấy, ấn xuống này, rồi tiếp tục mình lắp bơm vào. À, bơm này thì khách này thì bơm nó cũng rất chi là nhiều, và em sẽ đổ luôn nước làm mát cho khách luôn các bác nhé. Đấy, nước làm mát này thì các bác đổ ở cái ống ngoài này giúp em cái. Đấy, các bác đổ cho em cái nước làm mát này vào thì bơm, khi mình bơm nó sẽ tỏa nhiệt cực kỳ nhanh. Đấy, các bác đổ 2/3 ống nước thôi các bác nhé. Rồi, em đã đổ nước rồi thì mình lại tiếp tục mình xoáy vào thôi. Mình lắp vào như cũ thôi, là mình bơm thì em nghĩ là bơm rất là ok rồi. Đấy, cái này thì nó chỉ bị hỏng ti bơm thôi, dẫn đến tình trạng là bơm không có hơi, hoặc là bơm nó bị đẩy ngược lên, bơm nó bị rút. Đấy, các bác lấy cà lê các bác nhé. Cái cà lê nào khi các bác mua bơm thì cũng có cà lê đa năng này, để mỗi khi mình phòng trong quá trình mình sử dụng lâu ấy mà nó hỏng bơm nó bị đẩy ngược ấy, mình có thể sửa chữa luôn các bác nhé. Các bác xoáy chặt vào giúp em này. Em sẽ tiến hành em lắp cái ống này vào. Rồi ok. Tiếp theo em sẽ lắp cái tay cầm vào nữa là bơm thôi các bác nhé. Tay cầm thì các bác lưu giúp em ở trong có viên bi ấy, thì các bác đẩy kéo viên bi nó rơi mất thì bơm nó sẽ không có hơi đâu. Rồi ok, đấy thì em đã thay ti rồi, để em tiến hành em bơm cho các bác xem thử nhé. Rồi em xoáy bàn xả đằng sau này, và em đã cắm bắt đầu test bơm này. Bắt đầu em bơm các bác nhé. Đấy, bơm hơi lên rất là ok rồi đúng không? Đấy, các bác nhìn bơm lát lên 300 cân luôn. Đấy, 300 cân các bác nhé. Đấy, em sẽ tiến hành em xoáy van xả ra các bác nhé. Đấy, xoáy van xả hơi ra rất là mạnh. Đấy, sửa bơm cao áp nó cũng rất là dễ dàng thôi. Bơm bị đẩy ngược hoặc là bơm không có hơi, hoặc là bơm bị nén xuống thì các bác cứ kiểm tra cho em cái ti bơm và gioăng sim ở trong thân bơm, là các bác thay cái là mình bơm là bơm như bơm mới luôn các bác nhé. Thì các bác nào mà chưa có bơm hoặc là bơm hỏng bơm lỗi mà cũng muốn tham khảo mua các mẫu bơm tay cao áp thì bên em cung cấp cho các bác đủ các loại bơm, mẫu rẻ tiền có, mẫu cao cấp có, mẫu tầm trung có các bác nhé. Đây thì một video em làm rất là ngắn thôi, thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.